sẽ không còn cảnh chen lấn tụ tập đông người, thay bằng đi lại 5 lần từ mua hồ sơ nộp tiền đấu giá tài sản, thì nay chỉ cần ngồi nhà đăng ký chuyển khoản tiền phí, tiền thắng thầu và duy nhất một lần di chuyển. Khách hàng có thể tham gia một phiên đấu giá trực tuyến, có thể là ô tô, nhà đất, tranh ảnh nghệ thuật và các tài sản có giá trị khác. Sau 4 năm xây dựng phần mềm đấu giá trực tuyến, công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt đã đưa vào vận hành thử nghiệm phần mềm đấu giá trực tuyến từ ngày 1 tháng 5. Hệ thống được thiết kế để đảm bảo tối ưu tính tiện dụng cho người dùng. Chúng tôi tích hợp rất nhiều công nghệ từ thanh toán online, chữ ký số cho đến là giao hàng tiện ích để đảm bảo 100% là người dùng không cần xuất hiện tại nơi đấu giá. Và cái sản này tôi cũng mong là bán được căn hộ là nó sẽ rất là cao. Chỉ tính riêng tài sản đấu giá của nhà nước, tổng doanh số bán trên toàn quốc là 600.000 tỷ một năm. Trong đó, đấu giá Lạc Việt đã bán được 3.000 tỷ một năm. Khi chuyển sang hình thức đấu giá trực tuyến, sẽ không còn giới hạn không gian, thời gian, số lượng phiên đấu giá, đặc biệt tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng tổ chức sự kiện, in hồ sơ, nhân lực, vật lực, đồng nghĩa doanh thu tăng trưởng. Lúc mà bệnh dịch bắt đầu bùng nổ và toàn bộ cái hệ thống đấu giá của cả đất nước chúng ta bị đình trệ lại, tất cả các công ty đấu giá không thể hoạt động được nữa bởi vì nó sẽ vi phạm về cái vấn đề là tụ tập đông người. Và rất nhiều các yếu tố khách quan nữa đến nó làm cho từ đầu năm đến giờ là cái nguồn thu ngân sách của nhà nước bị hạn chế rất là nhiều. Và cái điều đó làm thúc đẩy chúng tôi là phải thật nhanh và phải thật chấp ngay cái cơ hội cái lúc này để đưa ra được, để có thêm một cái công cụ dụng cụ cho chủ tài sản cũng giống như là cho người đấu giá, để chúng ta vẫn tiến hành được mọi công việc như bình thường, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thời gian đầu vận hành thử nghiệm phần mềm đấu giá trực tuyến, doanh nghiệp sẽ miễn phí sản phẩm đấu giá cho khách hàng. Phiên đấu giá đảm bảo bảo mật thông tin, lưu trữ thông tin đúng theo quy định của pháp luật. Phần mềm đấu giá trực tuyến sẽ chính thức hoạt động vào tháng 8 năm 2020, góp phần loại bỏ hoàn toàn việc thông thầu, thao túng giá, đặc biệt với loại hình đấu giá đất của nhà nước.